Rồi chào anh em ha. Bữa nay là clip cuối cùng public bên cộng đồng, nhìn mình cuối cùng á, hàng ngày á public bên cộng đồng. Tại bữa nay là ngày 10 tháng 3 rồi, xong ngày hôm nay thì tất cả những cái clip nhận định hàng ngày sẽ bốc, chỉ có bên channel bên anh em mình thi giải thôi ha. Tại vì hôm nay vẫn còn thời hạn cho các bạn đăng ký qua bên channel thi giải hết 23 giờ ngày 10 tháng 3 ha. Và sau đó chúng ta sẽ chạy cái chương trình đến 2 tháng, đến ngày 15 tháng 5, 15 tháng 5, ngày 10 tháng 5, ngày 10 tháng 5 thì bắt đầu nó quay lại cái chương trình, là bắt đầu cho đăng ký trước ngày 10 10 tháng 5 nè. Rồi hôm qua nhìn về BGC hôm qua mình có báo mấy anh em là kiên trì, cái đàn này kiên trì đêm sẽ khả năng bay lên, và sáng nay chúng ta đã có được một cái quả ngọt ha. Dễ dàng lấy trong tay hôm qua đây nè, và ba anh em cái đoạn này thấy không, kêu là kiên trì mua đi, bay lên dễ, tối nay dễ bay lên một nhịp lắm, vậy như rằng tối nay nó bay lên một nhịp như vậy. Và sáng nay ăn 15 chai này là ba lần, hai lần 1.000 mấy đô rồi, hơn 1.000 đô chứ đúng không, gần 1.000 đô rồi, hơn đó khoảng 20 triệu, 20 triệu đó. Thì hôm nay chúng ta vẫn sẽ canh xuống, chúng ta bay lên à, chúng ta vẫn sẽ canh xuống, chúng ta bay lên. EKH khi có bay thì lo mà múc nó đi, canh vào ha. Để con TRB cũng như vậy, TRB là một trong những con rất là tiềm năng ha. Bởi vì cái giá này rất là thấp, giá này ok đó. Nia Nia thì bay quá rồi, Nia thì bay quá rồi, khoan vào nha, Nia thì khoan vào. Và BNB cũng như vậy, BNB là điều chỉnh để BNB mở 3 phút thôi, 3 phút thì còn ok, 3 phút cảm tạm vào được. Rồi con GRT cho anh em bây giờ bay bay bà nó lên GRT bên bên trên đầu thi giải nè. Bữa cho anh em bên trên đầu thi giải đúng không? Đây, bên trên đầu Marine nè. GRT 4 giờ cho anh em bay cái đoạn này. Giờ lên đây ăn ngập mặt này, đúng không? À đoạn này nè. Cái đoạn này nè. GRT. Đó, bây giờ gần lên KB rồi. Đây. Và từ đây đến tháng đến 15 tháng 5, đến cái lúc mà đăng ký, thì sau sau ngày hôm nay là sau ngày 10 tháng 3 hôm nay thì không có gì, anh em vào bên channel Marine luôn ha, cả bên channel thi giải và cả bên channel Marine luôn, và mọi thứ tập trung chạy bên channel thi giải cho đến khi sau này cũng vậy. Ai tham gia vào channel, những các bạn mới á, tham gia vào channel thi giải thì mới mới có được link vào luôn bên channel Marine. Còn trên Marine thì không có gì còn nữa. Đây ha, thông báo nhất nhìn thị trường. EKH bữa nay vô được là EKH đang đang đợi tí nhé, đang cái đà này để tôi vào một lần EKH. EKH ngon quá trời. Đợi chút nha. Đang đang đẹp, sợ làm clip xong rồi nó bay mất tiêu, khổ lắm. X20 luôn các bạn, X20 luôn. Và X20 EKH đi, ngon á. Đợi chút nha, các bạn đợi chút nha, để tôi báo cái kèo bên, nó đang rút chân nè, rất là đẹp, để tôi báo kèo bên bên Marine cho anh em một cái. Báo bên channel mình thi giải cho mọi người luôn. Thôi thì tôi ngồi canh kèo mỗi ngày cho mọi người, cho nên nếu mà thị trường biến động hay là gì thì tôi sẽ nhắc các bạn. Và bên channel thi giải thì anh em rất nhiều kèo. Đây nè, rất nhiều kèo để mọi người đua nhau à, luôn nha, đua kỳ lệnh nè đó, RB setup BGC chờ bay rồi các kiểu nhiều lắm, khá nhiều kèo ha đó cho anh em. Rồi hôm nay thì không báo thêm một cái mới nữa cho mọi người nữa, cho mấy anh, các bạn, mấy bạn học viên cũ và cả anh em học viên họ cả anh em đang vào trong nhóm học viên mình. Ngày mai là bắt đầu tuần mới, thì bắt đầu chúng ta sẽ học, sắp tới chúng ta sẽ có cái môn vĩ mô, môn kinh tế vĩ mô. Thì môn kinh tế vĩ mô này á, để các bạn hiểu một điều là cái mục đích thì chúng ta học cái môn kinh tế vĩ mô này để chúng ta hiểu cái vận hành của xã hội và nền kinh tế của thế giới và trong nước, đó mới là cái mục đích chính. Và chúng ta hiểu cái vận hành của nó không, có nghĩa là nhiều người ta bị nhầm một một điều là học vĩ mô cứ đi chăm chăm vô ngày mai non farm nó nói cái gì, ngày mốt Fed nó nói gì, cái đó là các bạn đang học sai, các bạn đang học sai. Vĩ mô là học là để hiểu một cái kiến thức,
thì chúng ta có tầm nhìn, chúng ta có cái năng lực để nhận định và tầm nhìn để nhìn một cái dài hạn của chính phủ trong nước ngoài nước, của Fed, của nhà cái, của những tổ chức, thì chúng ta có tầm nhìn, chúng ta nhìn dài hạn, chứ không phải học là để chăm chăm vô ngày mai coi cái nó nói cái gì, non farm nó làm sao, cái đó nó không phải là vĩ mô, cái đó không phải là để nhìn dài hạn. À, rồi học không phải là để đi coi, có đi coi mấy cái số liệu là coi tỷ giá như thế nào, bữa nay tỷ giá như thế nào, thị trường nó tăng hay giảm, nó không phải là cái gọi là vĩ mô đó, các bạn bị nhầm rồi. À, suy nghĩ lại về về ngẫm lại xem, chúng ta học là chúng ta có cái tầm nhìn, làm sao các bạn học mà các bạn biết luôn, các bạn hiểu ra được một vấn đề là bản chất và hiện tượng. Học vĩ mô là để hiểu được cái bản chất của ý muốn nhà cái, của chính phủ, để chúng ta hiểu cái bản chất đó rồi thì những cái ngắn hạn nó xuất hiện chúng ta sẽ phân tích nó là hiện tượng, hiện tượng đó nó đồng pha với bản chất hay nó khác. Nếu nó đồng pha với bản chất thì tốt, nếu nó khác thì đó là cơ hội, tại vì hiện tượng nó sẽ sớm nó quay lại bản chất, hoặc là cái hiện tượng nó được lặp lại thường xuyên, nó nghịch với bản chất mà nó được lặp lại thường xuyên thì coi chừng nó sẽ thay đổi cái bản chất. Đó là cái người mà học vĩ mô, người ta hiểu cái việc, cái đó mới là cái giá trị của những cái người mà học vĩ mô chân chính, thành hiểu không? Tôi nói ví dụ như hiện giờ BTC nó đang là một đà tăng, và chúng ta thấy mọi kênh đất mọi thứ nó đều là đang ủng hộ cho một đà tăng thì đó là bản chất. Vậy thì nếu như mà trong một lúc nào đó mà chúng ta thấy BTC nó điều chỉnh cái này thì đó là hiện tượng, hiện tượng này nó nghịch pha với bản chất, vậy thì đó là cơ hội cho chúng ta, nó là cơ hội chúng ta. Nhưng nếu như mà cái hiện tượng này nó lặp đi lặp lại hoài, nó cứ rớt hoài thì coi chừng cái hiện tượng đó nó sẽ có thể thay đổi dần dần cái bản chất. Cái đó là giá trị của một cái người học vĩ mô có tầm nhìn, vĩ mô tầm nhìn. Cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy là Fed vì nó đang chuẩn bị, nó đang ngưng, nó không tăng lãi suất, lạm phát đang rất là ổn, đúng không ạ? Và Bitcoin ICF đã được duyệt, chuẩn bị ETH ICF cũng được duyệt, thì đó là những cái bản chất nó như thế nào, chúng nó đang là con, hiểu chưa ạ? Ở bên chứng khoán cũng như vậy, bên chứng khoán tôi thấy nhiều ông học chứng khoán mắc cười lắm, cứ ngồi mỗi ngày cái ăn no, cứ đi ngồi coi coi những cái OMO, những cái core bill, rồi coi tỷ giá, mấy ông coi cái đó làm gì, cái đó nó phải học vĩ mô, cái đó mở cái chạc ra phân tích kỹ thuật trên chạc, phân tích nó còn chuẩn hơn nữa, nó còn chuẩn hơn những cái mấy ông coi nữa. Cái đó coi ngắn hạn là coi trên chạc, coi ngắn hạn là coi trên chạc, phân tích kỹ thuật trên chạc, còn học vĩ mô là đi để coi dài hạn. Và để học vĩ mô hiệu quả thì tôi có cách riêng ra thêm một cái channel nữa, là một cái thư viện tổng hợp cho thư viện. Đây là một cái thư viện về vĩ mô, thư viện tổng hợp về vĩ mô cho anh em, và vĩ mô nó nhiều nhiều cái học hay lắm. Tôi sẽ tổng hợp tất cả những bài viết và tôi sẽ lên những bài viết mới, thậm chí những cái clip ngắn cho mọi người, để mọi người đọc những cái bài viết, và những cái clip ngắn cho mọi người từ bất động sản cho đến vĩ mô, để anh em học viên, cái này chỉ có anh em học viên join mà thôi, và hiện giờ cái này cũng chưa có ai join vào, nó cũng mới tạo à. Sắp tới tôi sẽ cho anh em học viên 2024 join vào sau, và cái này mới là giá trị. Trên channel này tôi tách ra, tại vì sao, tại vì bên bên channel 2024 của anh em học viên tôi chỉ muốn lưu những cái phân tích kỹ thuật liên quan đến coin thôi, còn vĩ mô và bất động sản tách riêng ra, cô đưa vô trong này, tách riêng ra cô đưa vô trong này, và có những cái bài viết để các bạn hiểu về về thế giới xung quanh chúng ta nó là như thế nào ha. Ví dụ những cái tuổi sắc ma phản đòn bên Cập Tường Bình nè, ai đã Cập Tường Bình lên cái mong muốn là như thế nào. Chúng ta học vĩ mô thì chúng ta sẽ biết tính chính trị, nhưng chúng ta không làm chính trị, chúng ta biết để chúng ta thuận theo, biết ý muốn của nhà cái là như thế nào, chúng ta thuận theo cái mong muốn của nhà cái đó là cái chuyện vĩ mô, hình dung ạ. Có nên có đặt thương nhân ha. Và học vĩ mô, muốn học giỏi vĩ mô là chúng ta phải biết về chính trị thế giới, chính trị các nước khác, nó rất là hay. Ví dụ như các bạn có biết là ở Trung Quốc đó, có một ông, có một vị vị này là người duy nhất mà sống qua ba đời của ba tổng bí thư, ba thời kỳ của ba tổng bí thư ở bên Trung Quốc, từ Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, cho đến Tập Cận Bình bây giờ. Và các bạn biết khi Tập Cận Bình lên, Tập Cận Bình đã ra sức ra rất là nhiều cái chương trình đã hổ diệt ruồi, chủ yếu là diệt cái phe của Giang. Và ông này làm được gọi là được mệnh danh là gia cát khổng minh thời hiện đại. Ông này với một cái vai trò là cố vấn rất nhiều, thời nào tổng bí thư thời nào của Trung Quốc lên đều cố gắng sở hữu ông này,
ngay cả Tập Cận Bình lên, Tập Cận Bình cũng nhanh chóng sở hữu ông này, mặc dù ông này thời đó đang theo phe Giang Trạch Dân, đang cố vấn rất giỏi cho Giang Trạch Dân. Nhưng khi Tập Cận Bình lên, ông này, ông Tập Cận Bình, ông diệt sạch hết người của phe Giang, nhưng duy nhất ông này còn sống sót. Và một điều nữa, các bạn biết khi mà đại hội ông Tập Cận Bình đưa ông này lên làm một trong 7 ủy viên thường trực, để các bạn biết cỡ nào, để các bạn biết sự lợi hại. Và các bạn hay nghe là cái câu chuyện đã hổ diệt rồi, cái câu chuyện một vành đai một con đường, đúng không ạ? Và xoay trục sang châu Á, tất cả những cái đó đều từ ông này ra. Thì những cái đó chúng ta cần được biết, chúng ta cần được đọc, rất là hay. Cái đó mà là cái kiến thức vĩ mô, và tôi sẽ chia sẻ rất nhiều, thiên về bài viết và thiên về những clip ngắn 5 đến 10 phút. À, sau đó các anh em cho mở nhóm học viên đợt này, các bạn sẽ được cấp cái tài khoản nữa, cấp cái tài khoản xem dữ liệu vĩ mô 1 năm trong và ngoài nước luôn, của Trung Quốc, của Mỹ, của Nhật, của châu Âu, của Việt Nam, xem những cái dữ liệu vĩ mô đó để làm chi, để chúng ta xem những dữ liệu vĩ mô đó, chúng ta sẽ bóc tách, chúng ta để xem, chúng ta sẽ bóc tách, chúng ta phân tích, mình hiểu không ạ? Bóc tách phân tích, và sau đó chúng ta kết hợp với cái channel vĩ mô của học viên á, hồi nãy tôi cho các bạn xem đó, thì chúng ta đọc những bài viết, chúng ta dần dần chúng ta sẽ hiểu được thế giới xung quanh chúng ta, và chúng ta sẽ có rất nhiều cái góc nhìn rất là tốt. Tôi sẽ không nói về những cái liên quan đến chính trị Việt Nam, nhưng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái kiến thức chính trị của Mỹ, của châu Âu, chính sách tiền tệ của họ, cả của Trung Quốc nữa. Các bạn từ giờ các bạn sẽ có một cái góc nhìn ở ở cái nền kinh tế hiện tại như thế nào, đang đi theo hướng gì, đang phát triển làm sao, 3 năm nữa như thế nào, 5 năm nữa như thế nào. Đó là cái cách mà tôi dạy về vĩ mô. Thậm chí trong đây có chia sẻ luôn những ở cả Hồng Kông nữa, ở cả Hồng Kông, Thái Lan và những cái nước Campuchia nữa, để cho các bạn hiểu được những cái kinh tế vĩ mô bên đó, những cái nội bộ bên đó, những cái chính trị bên đó nó như thế nào. Vừa rồi có một loạt cái bài viết viết về những cái đợt tấn công tài chính ở bên Hồng Kông rất là hay, để tôi cũng tập hợp vào trong cái channel này luôn, để cho anh em học viên học, ok ha. Và bữa nay là ngày 10 tháng 3 chính thức, không còn cái suất giảm, còn 2K nha, 5 bạn đầu tiên của tháng rồi. Và đến ngày 15, ngày 10 và cho đến đầu tháng 5, từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 10 tháng 5 thì 10 ngày đó thì mới có 5 suất đầu tiên 2K3 giảm còn 2K, cho nên thành ra đến phải 2 tháng nữa, đến khoảng 2 tháng nữa mới quay lại có suất 2K. Trên ngày hôm nay chính thức hết cái suất, hết 23 giờ ngày hôm nay chính thức hết cái suất là giảm 2K, giảm còn 2K, cho tất cả anh em bạn các bạn vào trong những học viên là 2K3. Hết 23 giờ ngày hôm nay, cái suất đó nó đi, nó đang đi đồng hành với cái suất đăng ký bên thi giải bên bên sàn hoặc tài trợ, cho nên sau 23 giờ ngày hôm nay là không còn suất đó, ok ha. Thì báo cho anh em về cái cách học vĩ mô mới sắp tới của chúng ta, tại vì tôi thấy có nhiều người đi học vĩ mô bên ngoài, có nhiều người học vĩ mô và những các bạn đang hiểu sai. Nó học vĩ mô cái gì mà cứ ngồi đi phân tích số liệu, đi phân tích số liệu hàng ngày, số liệu của nó các bạn 1 tuần coi 1 lần, thậm chí 2 tuần, 1 tháng coi 1 lần, để chúng ta có cái góc nhìn, chứ không phải là học vĩ mô thì ngồi phân tích số liệu hàng ngày. Cái đó các bạn đang hiểu sai. Để nhận định thị trường các bạn nè, để nhận định thị trường có hai thứ: một là các bạn dùng phân tích kỹ thuật, hai là các bạn dùng phân tích cơ bản. Trong phân tích cơ bản nó tách ra hai thứ ha. Đây, để nhận định thị trường, một là phân tích kỹ thuật, hai là phân tích cơ bản đó. Đây nè, để nhận định thị trường đó, nó có hai thứ: một là phân tích kỹ thuật, là những cái mà chúng ta đang làm hàng ngày nè, trên biểu đồ chart này nọ, là phân tích kỹ thuật, thì cái này là dùng cho ngắn hạn. Còn dài hạn phân tích kỹ thuật nó không làm được. Tại vì sao? Tại vì dài hạn á, càng dài thì cái biểu đồ này nó đi nè. Hiện tại tại sao phân tích kỹ thuật chỉ dùng cho ngắn hạn, là bởi vì á, ví dụ chúng ta đang ở đây, chúng ta phân tích được một cái đoạn ở đây, hiểu không ạ? Vì sao? Là bởi vì hiện giờ chúng ta dùng cái dữ liệu quá khứ ở đây, và chúng ta đang ở đây, chúng ta phân tích được một đoạn ở đây. Nhưng nếu như cái đoạn này mà nó kéo dài 3 tháng, 1 tháng, thậm chí 1 năm, 1 năm, chúng ta không phân tích được. Bởi vì sao? Là bởi vì á, cái quá khứ này là số 1 nè, cộng với hiện tại là số 2 nè, tương lai là số 3 nè. Cái khoảng cách từ số 2, số 3 mà nó quá dài á, chúng ta sẽ bị nhiễu.
chúng ta không biết là một tuần một tháng nữa tăng tốc nó như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Cho nên cái kết quả thằng khác cái kết quả tương lai số 3 nó phải bằng quá khứ số 1 cộng với hiện tại số 2. Cho nên nếu mà các bạn phân tích quá dài thì các bạn đang kéo dài cái dữ liệu này quá lớn, cái dữ liệu số 2 này quá lớn, cho nên các bạn phân tích sai. Đúng rồi, các bạn hiểu không? Nếu như phân tích kỹ thuật một cái đoạn ngắn, nếu như phân tích ngắn ngắn thì phân tích kỹ thuật nó áp dụng được, nó phát huy được cái đó, nó phát huy được cái đó, tại vì cái dữ liệu số 2 này nó nhỏ nữa, cho nên dễ dàng ra chuẩn được cái kết quả số 3. Nhưng nếu như mà phân tích dài, các bạn không phân tích được, bởi vì cái dữ liệu số 2 nó sẽ được kéo dài ra rất nhiều thứ, các tác động nó thay đổi cái số 2. Tương lai, nhớ nha, tương lai là bằng quá khứ cộng với hiện tại nó ra kết quả. Cho nên bạn muốn phân tích được tương lai thì quá khứ có rồi, hiện tại dữ liệu nó phải ít. Nếu hiện tại dữ liệu mà bạn mập mờ, bạn không phân tích được, bữa nay hiện tại dữ liệu ngày hôm nay bạn chỉ biết một trên 30 là một tháng đó, hoặc là một trên 60 hay là 90, 90 là 3 tháng, thì làm sao phân tích được chuẩn được số 3? Đó là cái chết của những cái người học Elliott và cả những cái người mà học về vĩ mô, họ không hiểu. Bạn hình dung không? Chính vì như vậy cho nên ngắn hạn phải dùng phân tích kỹ thuật, còn dài hạn chúng ta phải dùng, nếu mà rip vào thì dùng on trend, dùng dòng tiền. Rồi trong phân tích cơ bản á, cái tăng tốc á, là gọi là phân tích cơ bản, nó có hai cái nữa, một cái ngoại một cái nội. Cái ngoại nó là cái gì? Cái ngoại nó là nếu mà nói về chứng khoán là chúng ta sẽ học về vĩ mô, chúng ta đi coi dòng tiền, chúng ta đi coi các kiểu, chúng ta coi dòng tiền, chúng ta phân tích các kiểu mọi thứ, đó là cái ngoại. Coi về thế giới bên ngoài, chính trị, nền kinh tế, các biểu của Fed, mong muốn của Fed, rồi của Mỹ kinh tế các kiểu, đó là coi ngoại. Còn nội là gì? Nội là chúng ta đi đọc báo cáo, đi đọc báo cáo tài chính. Nếu mà nói về chơi bên chứng khoán, nếu mà nói về chơi chứng khoán, chúng ta phải đọc báo cáo tài chính, chúng ta phải biết từng cái mã đó, tại vì tổng tổng thể nó tăng không có nghĩa là những cái mã nó tăng, sẽ có những cái mã nó chết nữa hoặc nó không có giá trị nữa. Cho nên gọi là nhận định thị trường thì nó đi theo hai hướng như vậy, nó đi theo hai hướng rõ nét như vậy, các bạn hiểu, các bạn nắm ok không? Đó, cho nên thành ra các bạn nhìn thử đi, tự nhiên cái mình đi phân tích ngắn hạn, cái mình đi học về phân tích cơ bản, học về vĩ mô, học về phân tích cơ bản, học về vĩ mô, cái mình cứ đi phân tích ngắn hạn thôi, mà phân tích ngắn hạn các bạn có hằng số 1 này rồi, có hằng số 1 này rồi, các bạn đi học mọi những cái kiến thức của dài hạn mà cứ ngồi đi đè phân tích ngắn hạn, dở không? Đó mà thậm chí mấy thầy bà bên ngoài nó cũng đang dạy theo kiểu này nữa, nó dạy theo kiểu này nó cũng không hiểu luôn. Vậy vĩ mô cái giống gì mà các bạn học vĩ mô, dạy cho học trò mình học cái kiểu gì vĩ mô xong đi, cứ ngồi mỗi ngày đi ngồi coi mấy cái đồ quỷ đó, phân tích cái đồ quỷ đó là xong rồi, không giá trị ha. Ok ha, thì hy vọng clip này để các bạn rõ hơn về cái kiến thức xung quanh chúng ta, và học thì học cho nó đúng, ok ha. Và học vĩ mô á là phải chia sẻ về những cái chính trị của thế giới nữa, những cuộc đấu đá, tại sao mục đích nó như vậy, tại sao như vậy như vậy, cái đó mới là vĩ mô, mới là học vĩ mô giá trị, ok chưa? Và tất cả những cái đó tôi làm như một cái channel rồi ha, tôi tổng hợp lại những cái bài cũ của tôi nữa, và cả những cái bài mới sắp tới tôi viết của năm hôm nay, những cái bài mới của public bên cộng đồng tôi chỉ up lên đây cho anh em channel học viên 2024 vào vào các bạn vào trong đây, các bạn đọc nâng trình cái vĩ mô, có những cái clip ngắn trong đây luôn, ok ha. Rồi, bye anh em.